bạn là người thuộc não trái hay phải? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Người thuộc não trái thích lập kế hoạch, làm việc theo thứ tự và kế hoạch sắp trước. Còn người thuộc não phải hay bốc đồng, làm việc tùy hướng, ít chú trọng lắm đến tiến độ. Não trái theo lý tính, cảm xúc khó có thể chen vào quá trình ra quyết định. Còn não phải thì theo cảm tính, có xu hướng suy nghĩ và hành động dựa trên cảm xúc bản thân. Người thuộc não trái có óc logic cao, giỏi toán, khoa học và khả năng suy luận. Người thuộc não phải sáng tạo và có óc nghệ thuật, giỏi thể thao, viết văn, vẽ vời hay chơi nhạc. Não trái thiên về sự chính xác, các nghiên cứu được trình bày rõ ràng, thích đọc các chỉ dẫn. Còn não phải thiên về trực giác, thích trải nghiệm hơn đọc hướng dẫn sử dụng. Não trái thiên về thực tế, thích đọc văn chương hiện thực và viết các câu chuyện thực tế. Còn não phải thiên về siêu linh, quan tâm đến các câu chuyện bí ẩn. Não trái thuộc nhạc phê bình, thích nhạc cổ điển. Não phải thuộc nhạc mạnh mẽ, thích nhạc rock, EDM, có thể vừa học vừa nghe nhạc hoặc xem TV. Người thuộc não trái yêu chó, còn não phải thì yêu mèo. Người thuộc não trái thì ngồi đọc sách, còn não phải thì nằm đọc sách. Về tổng quan, người thuộc não trái có tổ chức tốt, thường được dẫn dắt bởi mục tiêu. Người sử dụng não trái thường suy nghĩ chín chắn và ít khi mất tập trung. Còn người thuộc não phải có tổ chức kém, khó dự đoán và dễ bị dẫn dắt bởi cảm xúc. Người sử dụng não phải thường tốt với mọi người và hay giữ được bình thản trước khó khăn. Bạn là người thuộc não trái hay não phải? Hãy để lại bình luận cho mình biết với nhé!